Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách sử dụng được chuột trong các game offline. Mà bây giờ chúng ta chơi game ấy, có nghĩa là mình chơi game giải trí mà không có mạng, hoặc là chơi game có mạng cũng vậy. Thì mà không sử dụng được chuột trong cái tựa đề game đó thì chúng ta rất bất tiện và rất khó để điều khiển và sử dụng để chơi. Thì bây giờ thì mình sẽ đây. Như bây giờ một tựa game offline cướp đường phố ngày xưa, nói chung là thỉnh thoảng chơi vào chơi giải trí cũng là rất là tuyệt vời. Đây mình sẽ mở game lên nhé. Đấy, chúng ta mở game lên. Đấy, chúng ta di chuyển được chuột nhưng mà ấn chuột lại không ấn được. Nhưng chúng ta phải sử dụng là bằng chúng ta phải sử dụng là bằng bàn phím. Thì chúng ta sẽ chơi như thế nào, mà lúc đó thì chúng ta sẽ không chơi, sẽ không thấy cuốn hút và hay nữa. Đấy, các bạn xem, chúng ta chỉ di chuyển được như này thôi. Đấy, không thể điều chỉnh chuột được thì rất là bất tiện nha mọi người nhé. Thì nếu mà chỉnh sửa như nào thì đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ vào tất cả các game mà chúng ta muốn chỉnh sửa để chúng ta sử dụng được chuột bên trong ấy. Thì chúng ta sẽ ấn vào cái đây, cái phần game City này. Đấy, các bạn ấn chuột phải nhá. Các bạn xuống kéo phần Property này. Rồi ok thì các bạn hãy chuyển sang cái phần thứ hai. Rồi ok thì các bạn sẽ ấn tích vào cái phần Run này nhá. Đấy, các bạn xuống tích xuống đây, các bạn chọn. Đây là mình áp dụng cho Win 10 nha mọi người nhá. Thì bây giờ chắc hầu như là các cấu hình của máy tính thì chúng ta sẽ cài đặt Win 10 hết rồi. Rồi ok thì các bạn sẽ ấn vào đây. Ấn vào phần Win 98 này, Win Mini này. Đấy. Các bạn sẽ Emily lên. Rồi chúng ta ok nhá. Bây giờ chúng ta sẽ tắt hẳn cái game này đi, chúng ta sẽ vào lại. Xem có thể sử dụng được chưa không nhá. Ok đấy các bạn nhé, mình đã di chuyển được chuột và ấn chuột đã được vào này. Thì bây giờ mình sẽ vào từ bên trong xem như nào nhé. Nói chung là cái tựa đề game này thì một thời là cực kỳ là hot nha mọi người nhé. Cái thời hệ thống mạng nó vẫn chưa rầm rộ ấy, thì chơi thì cực kỳ là đã luôn, lấy súng bắn súng ấm ấy. Đấy, đây mình đã sử dụng được chuột đây này, di chuột này đi lên này. Đấy, điều khiển được chuột đó, thoải mái hơn nhé. Đấy, đấm cho nó phát xem thế nào. Đấy, được luôn này. Đấy, mọi người xem đấy, đấm biểu diễn thoải mái luôn. Ôi, rồi ok nhé. Đấy, thì chia sẻ hướng dẫn cho các bạn là cách để chúng ta có thể sử dụng được chuột trong các game tựa đề game offline hoặc là game online mà thường thường game online thì chắc chắn là sẽ có hệ thống nó mặc định rồi. Thường đây là game offline thôi thì chúng ta rất hay bị mắc hiện tượng như này mà vào game mà không không sử dụng được chuột nhé mọi người nhé. Rồi ok thì mình sẽ dừng clip tại đây nhé. Các bạn hãy thấy clip của mình giúp ích cho các bạn thì hãy cho mình một like, subscribe và chia sẻ nhé. Xin chào tạm biệt mọi người nhé.